chiếc tai nghe Chase A7 Wireless đang được tặng kèm khuyến mãi cực hot, đó là chiếc máy nghe nhạc Qualcomm iAudio U7 phiên bản 16GB. Tai nghe Chase A7 Wireless có 4 màu: đen, xám, hồng và xanh. Trong đó, màu hồng và xanh là hai màu rất hợp với trend hiện nay của các bạn trẻ. A7 Wireless là chiếc tai nghe kết nối Bluetooth cùng thời gian sử dụng pin lên tới 25 tiếng. Hai sim là màng aluminum rất nhẹ cho cảm giác đeo rất thoải mái. Tai nghe phù hợp nghe các thể loại nhạc sôi động với âm bass mạnh mẽ. Tiếp theo là chiếc máy nghe nhạc Qualcomm iAudio U7 phiên bản 16GB. Qualcomm iAudio U7 là chiếc máy nghe nhạc chất lượng cao, có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng đem theo bên mình để tận hưởng âm nhạc mọi lúc mọi nơi. Máy có hai màu Gold và Black. Máy có thiết kế cắt xẻ hình khối kim cương ấn tượng. Qualcomm iAudio U7 phiên bản 16GB chơi được các định dạng lossless phổ biến hiện tại như FLAC và WAV với chất lượng âm thanh cao cấp. Với bộ nhớ trong 16GB, Qualcomm iAudio U7 lưu được rất nhiều file nhạc. Vì sử dụng màn hình OLED rất tiết kiệm pin nên thời gian sử dụng có thể lên tới 15 tiếng. Mình đã giới thiệu nhanh xong bộ combo hiện đang được rất nhiều khách hàng quan tâm, đó là mua tai nghe Chase A7 Wireless tặng máy nghe nhạc Qualcomm iAudio U7 phiên bản 16GB tại SKHOW. Anh em nhanh tay đặt hàng để được tặng kèm khuyến mãi cực hot này nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web loa.vn. SKHOW xin cảm ơn và hẹn gặp lại.